Hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc ôm con gái đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy đều xích xoa trước vẻ đáng yêu của nhóc tì. Hiện bức ảnh cũng được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Ở tuổi 34, Ninh Dương Lan Ngọc được biết đến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp tài giỏi của showbiz Việt. Bên cạnh việc đóng phim, cô nàng còn tấu hài thì biêu trong nhóm nhạc và đặc biệt là kiếm tiền cực giỏi. Dù vẫn đang là người đẹp độc thân đắt giá, nhưng mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đã bất ngờ khoe ảnh ôm con gái cực đáng yêu. Mới đây, hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc ôm một em bé đã được đăng tải và thu hút sự chú ý rất lớn của công chúng. Được biết, cô bé trong ảnh chính là Rosa, con gái CEO Lâm Thành Kim. Bài đăng có viết, thiếu nữ Rosa và mẹ nuôi nọc nọc say hi cô chú nhà. Trong bức ảnh được đăng tải, Ninh Dương Lan Ngọc diện trang phục đơn giản, mái tóc buông xõa tự nhiên. Nữ diễn viên gái già lắm chiêu được khen ngợi là xinh đẹp rạng rỡ, dù chẳng trang điểm cầu kỳ. Trong khi đó, cô con gái Rosa lại được khen ngợi giống như thiên thần nhỏ. Gương mặt lai tây, nụ cười rạng rỡ của cô bé dễ dàng làm tan chảy trái tim của hàng triệu người. Được biết không chỉ có Ninh Dương Lan Ngọc mà Thúy Ngân cũng nhận bé Rosa làm con nuôi. Vào hồi cuối tháng 6 năm nay, CEO Lâm Thành Kim đã bất ngờ công khai con gái và hé lộ những khoảnh khắc đưa con gái từ Mỹ về Việt Nam. Ông bố bỉm sữa này cũng lập kênh TikTok Pay để đăng tải những khoảnh khắc bên con gái cưng. Danh tính mẹ em bé đến nay vẫn được Lâm Thành Kim giấu kín. Lâm Thành Kim sinh năm 1991, ngoài vai trò quản lý nghệ sĩ, nhà sản xuất, anh cũng điều hành một công ty truyền thông sự kiện và thực hiện nhiều dự án cho các nhãn hàng. Không chỉ hoạt động kinh doanh, Lâm Thành Kim cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt như Hồ Ngọc Hà, Bảo Anh. Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, cô là nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Không chỉ có diễn xuất tốt, cô nàng còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp có thể cân được nhiều dạng vai diễn. Nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả nhớ ngay đến loạt phim như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiều, Cô Gái Từ Quá Khứ. Không chỉ ghi dấu ấn trong diễn xuất, Lan Ngọc còn từng đạt giải Quán Quân Bước Nhảy Hoàng Vũ 2015. Năm 2024, Lan Ngọc lấn sân sang lĩnh vực ca hát khi là thành viên trong nhóm nhạc cùng nhiều mỹ nhân đình đám của Vbiz. Ở tuổi 34, Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ là nữ diễn viên đắt giá mà còn sở hữu gia tài cực khủng. Năm 2023, nữ diễn viên Gái Già Lắm Chiều đã hé lộ về căn biệt thự 200m² nằm trong khu vực có giá trị cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, có nguồn tin tiết lộ Ninh Dương Lan Ngọc còn là bà trùm bất động sản. Lâm Vĩ Dạ từng chia sẻ rằng thu nhập của Ninh Dương Lan Ngọc phải đến 40 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, mỹ nhân Gái Già Lắm Chiều đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Sau khóa học 2 tháng diễn xuất ở Úc, Lan Ngọc hiện đã trở về Việt Nam. Nữ diễn viên vẫn chưa tiết lộ kế hoạch hoạt động trong thời gian tới mà dành thời gian để du lịch ở bên cạnh gia đình. Đến hiện tại, thông tin về việc học của Lan Ngọc vẫn còn là ẩn số đối với người hâm mộ. Bởi lẽ trong suốt thời gian thông báo tạm ngưng hoạt động, Lan Ngọc chỉ chia sẻ hình ảnh du lịch đi lại để tham gia các sự kiện giữa Việt Nam và Úc. Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc là sao nữ độc thân đắt giá bậc nhất Vbiz. Ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tốt, giúp cô được nhiều đạo diễn ưu ái. Nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người thân và bạn bè.